Mới đây, Trung Quốc đã xin rút hết quân và bàn giao hết đảo sau khi Việt Nam đặt quả bom nguyên tử đến Hoàng Sa và Trường Sa. Theo nguồn tin mà chúng tôi mới nhận được cho biết, ngày 6 tháng 5, tàu khu trục 016 Quang Trung đã bắn phá 3 ngư lôi vào tàu khu trục hạm tiếp 054, nổ tan tành vỡ vụn thành nhiều mảnh. Cuộc chiến tại đảo đá bắt đầu Việt Nam và Trung Quốc bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Cả hai bên đều sử dụng lực lượng, phương tiện mạnh nhất của Hải quân và quân khu. Khu trục hạm tiếp 054 là niềm tự hào của Hải quân Trung Quốc. Vào rạng sáng ngày hôm nay, ngày 7 tháng 5, con tàu này đã bị nhấn chìm. Một người ẩn danh cho biết thêm, cuộc tấn công khu trục hạm tiếp 054 của Hải quân Trung Quốc ở côn đảo Trường Sa nằm ở phía nam trong thời gian qua. Hải quân Trung Quốc xâm nhập đóng quân ở đá ban đầu trong một nỗ lực nhằm thiết lập chủ quyền. Bắc Kinh muốn tuyên bố cách đây vài ngày, Hải quân Việt Nam phái một binh đoàn tác chiến hỗn hợp gọi là lực lượng đặc nhiệm vượt qua 80 hải lý đến đảo đá ban đầu, bắt đầu giao chiến với hải quân của Trung Quốc. Trước khi tiến hành một cuộc tấn công đổ bộ, họ có thể chiếm lại đảo đá ban đầu thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đã có một cuộc chiến khốc liệt giữa tàu hải quân của Trung Quốc. Tàu khu trục hạm tiếp 054A đã bị trúng một quả tên lửa diệt hạm và tàu khu trục 016 Quang Trung của Việt Nam. 57 thủy thủ thiệt mạng và 20 người khác bị thương thuộc hạm tiếp 054A của Hải quân, hoàn toàn bị đánh chìm vào ngày hôm qua. Sai lầm lớn của Hải quân Trung Quốc vào rạng sáng ngày 7 tháng 5 hôm nay trong hành trình tham gia vào việc tuần tra khu vực đảo đá ban đầu thuộc hạm tiếp 054A của Hải quân Trung Quốc đã bị một quả tên lửa đâm vào mạn phải, vị trí khoảng 2 mét trên mực nước, nổ tung tạo ra một mực nước cao 11 mét, dài 4 mét. Quả tên lửa phóng đi từ tàu 016 Quang Trung đã xuyên thủng các khu vực. Các thủy thủ đã tử vong ngay lập tức. Sau đó, lửa bùng lên trong vài giây và con tàu bốc cháy nghi ngút. Khói đen bốc lên cả một bầu trời khiến 5 người thủy thủ thiệt mạng vì ngạt khói không thoát ra được. Trong tình thế đó, Hải quân Trung Quốc đã không thể kiểm soát được ngọn lửa. Chỉ huy trưởng khu trục hạm tiếp 054, Hải quân ra lệnh cho bỏ tàu. Xảy ra tình trạng hoàn toàn chịu trận, không có bất cứ phản ứng nào khi đợt tấn công của 016 Quang Trung. Một số thủy thủ thiệt mạng, sĩ quan chỉ huy lực lượng Hải quân Trung Quốc đã rời khỏi phòng điều khiển. Con tàu khu trục hạm có thể phát hiện tàu hộ vệ 016 Quang Trung của Việt Nam. Nếu truyền tải tín hiệu đến các tàu, khi tàu khu trục hạm 054 Hải quân Trung Quốc có phát hiện các chiến hạm của Hải quân Việt Nam ta tiếp cận, bọn chúng đã ra cảnh báo khẩn cấp đến những sĩ quan không chỉ huy khu trục hạm đã không kịp phản ứng. Nhưng một phần là do thiếu kinh nghiệm, nhưng quan trọng hơn đó là vị trí của các sĩ quan phòng không, khu trục hạm tiếp 054 được triệu hồi khẩn cấp về phòng điều khiển. Nhiều thông tin cho rằng chiếc khu trục hạm 054 đang nằm trong tầm bắn của tàu hộ vệ tên lửa 016 Quang Trung khi chiến hạm Việt Nam phóng tên lửa diệt hạm, khoảng cách có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Và mọi diễn biến liên quan đến sự việc trên vẫn được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý khán thính giả và các bạn. Trong một thông tin liên quan, cùng vào sáng sớm ngày hôm nay, bất ngờ phía truyền thông Trung Quốc lên án Việt Nam hợp tác với Mỹ và Ấn Độ xâm chiếm biển đảo của Trung Quốc trong việc thiết lập hạm đội 8 Cam Ranh. Thưa quý vị, Ấn Độ và Việt Nam có chung kẻ thù đó là Trung Quốc. Từ rất lâu, Ấn Độ đã coi Trung Quốc là kẻ thù không đội trời chung. Nó y chang như người Việt Nam và Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp vậy. Người dân Ấn Độ còn có những sự kỳ thị lớn hơn rất nhiều so với người Trung Quốc. Bằng chứng là rất nhiều cuộc biểu tình đốt cờ Trung Quốc và ảnh Chủ tịch Tập Cận Bình tẩy chay hàng hóa Trung Quốc trên lãnh thổ người Ấn và yêu cầu chính phủ Thủ tướng Modi phóng tên lửa, bắn vỡ đập Tam Hiệp, trả thù cho cơn dịch bệnh virus Tập Cận Bình đang tàn phá đất nước của họ. Bởi vậy mà những người Hoa ở Ấn Độ không dám lộng hành như ở Việt Nam, nhất là vào thời điểm 2 năm trở lại đây. Khi biên giới hai nước xung đột tăng cao, người Hoa ở Ấn Độ sợ không còn dám ra cả đường. Trong thời gian qua, khi Việt Nam cho Mỹ thuê cảng biển Cam Ranh, Ấn Độ là nước ủng hộ Việt Nam nhiệt tình nhất. Thêm một nguồn tin mới nhất của nhiều hãng tin trên thế giới, Ấn Độ xin tham gia vào liên minh Việt-Mỹ để hạ gục Trung Quốc. Giống như người Việt Nam rất ghét người Trung Quốc, người Ấn Độ cũng thế, họ không bao giờ dung tha cho người Trung Quốc bất cứ trong hoàn cảnh nào.
Trong đợt dịch bệnh kéo dài vừa qua, người dân Ấn Độ cũng cho là chính Trung Quốc là kẻ thù gây nên hàng triệu cái chết cho người dân Ấn Độ. Trung Quốc được biết là quốc gia có tốc độ phát triển nhanh nhất trên thế giới, từ một nước đói nghèo lạc hậu so với quốc gia phát triển trong thập niên 70 và 80 của thế kỷ 20. Sau khi Đặng Tiểu Bình tuyên bố dạy cho Việt Nam một bài học bằng việc đưa 600.000 quân bất ngờ tấn công 6 tỉnh biên giới phía Bắc nước ta vào ngày 17 tháng 2 năm 1979. Cuộc chiến ngắn ngủi này bị quân dân Việt Nam nhanh chóng ngăn chặn, đã bày ra sự yếu kém về mọi mặt của Trung Quốc. Sau khi Việt Nam dạy cho Trung Quốc một bài học nhớ đời, nhờ đó Trung Quốc đã biết thân biết phận để thay đổi nhanh chóng về mọi mặt. Với quan điểm của Đặng Tiểu Bình, mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, miễn là nó bắt được chuột. Trung Quốc đã mở cửa với các quốc gia thù địch như Mỹ và Liên Âu để làm ăn, buôn bán, nhờ lãnh thổ rộng lớn, dân số đông và trẻ. Chính sách miễn thuế để thu hút sự đầu tư nhanh chóng vào Trung Quốc. Các hàng rào xuất nhập được phá bỏ khiến cho các nhà máy sản xuất từ các nước di chuyển ồ ạt sang Trung Quốc, biến quốc gia này là công sừng của cả thế giới. Nhờ đó, Trung Quốc đã đánh cắp được kỹ nghệ mới nhất sau khi sao chép trộm. Trung Quốc đã sản xuất công nghiệp để bán với giá thành rẻ mạt. Sau hơn 30 năm phát triển, nhờ vào kế đánh cắp kỹ nghệ đã giúp cho nền kinh tế của Trung Quốc phát triển vượt bậc, với tổng sản lượng đứng thứ hai trên thế giới và tốc độ phát triển như hiện nay. Trong vài năm tới, Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ để trở thành quốc gia có tổng sản lượng kinh tế đứng đầu thế giới. Các định chế quốc tế mà Trung Quốc tham gia ký kết đã bị Trung Quốc thao túng bằng nhiều âm mưu và thủ đoạn khác nhau. Tất cả gần như giúp Trung Quốc, bất chấp luật pháp quốc tế như cổ xe khổng lồ, mất phanh lao xuống dốc. Nó có thể đè bẹp tất cả mọi thứ cản đường khi nó chạy qua. Vấn đề đặt ra là ai, quốc gia nào sẽ đứng ra ngăn cản Trung Quốc phát triển bằng âm mưu thủ đoạn và sao chép trộm kỹ nghệ. Trong khi đó, Trung Quốc đã tham gia vào Tổ chức Thương mại Quốc tế vào năm 2001. Trung Quốc cứ hẹn sau 10 năm sẽ cải cách các luật lệ của mình để phù hợp với nền kinh tế toàn cầu. Nhưng sau 20 năm, Trung Quốc không những không thực hiện lời hứa mà còn thao túng luôn cả tổ chức này, vì nếu thực hiện sự phơi bày ra toàn bộ sự thật, thối nát bên trong nền kinh tế của Trung Quốc. Ví như cổ xe khổng lồ không phanh lao xuống vực thẳm, nên câu trả lời là không thể và chỉ duy nhất quốc gia có thể ngăn chặn được cổ xe khổng lồ không phanh của Trung Quốc lao như điên trên đường cao tốc chính là Mỹ. Dưới thời cựu Tổng thống Trump đã chấp nhận chịu thiệt hại kinh tế Mỹ bằng cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Chỉ trong thời gian ngắn đã khiến cổ xe kinh tế khổng lồ Trung Quốc leo lung tung và đâm xuống vực thẳm, dẫn đến đổ vỡ. Bất kể khi nào, cũng là lúc Trung Quốc phải sử dụng đến khổ nhục kế bằng trận đại dịch nhắm thẳng vào Mỹ. Ngoài ra còn giúp các thế lực khác. Cựu Tổng thống Trump ra khỏi Nhà Trắng để thay thế bằng ông chủ Nhà Trắng khác biết im lặng để tồn tại, hay với thái độ của Thủ tướng Ấn Độ ông Modi đã đưa ra các hành động cứng rắn với Trung Quốc. Và cuối cùng, Ấn Độ phải trả giá bằng việc Trung Quốc thả thêm loại virus mới có sức công phá mạnh gấp 3 đến 4 lần con virus cũ. Hậu quả là ai cũng biết là khủng khiếp đến mức độ nào khi mà người chết, nhà nhà chết tạo ra bầu không khí tăng tốc thê lương đến mức không còn chỗ để mà thiêu đốt xác. Người nổi lình bình khắp các dòng sông Hằng thiêng liêng của Ấn Độ. Kể từ khi Ấn Độ suy yếu vì đại dịch và kinh tế đi xuống, ông kẻ Trung Quốc muốn làm vậy thì làm. Thì số ca nhiễm đại dịch giảm đến mức đáng kinh ngạc. Nó khác thường đến mức ai cũng hiểu là chống Trung Quốc càng mạnh bao nhiêu thì số người thiệt mạng càng tăng lên bấy nhiêu. Sau đại dịch, Mỹ và Liên Âu cùng các cường quốc khác xích lại gần nhau hơn và bắt đầu hiểu ra một điều: đừng đùa với Trung Quốc đại lục. Các biện pháp cứng rắn hơn đã bắt đầu được đưa ra để ngăn chặn Trung Quốc. Sau đó, dù sớm hay muộn, sẽ có các liên minh Mỹ, Liên Âu, Úc, Nhật Bản vẫn có độ hình thành để ngăn chặn sự bành trướng ngang tàng của Trung Quốc, và Bắc Kinh sẽ phải sụp đổ để trả giá cho các hành động gây ra tội ác của mình, gây ra trên khắp thế giới. Kính thưa quý vị, trong những ngày qua, Trung Quốc liên tục đàm phán với Việt Nam trong vấn đề Biển Đông. Trung Quốc cam kết với Việt Nam bước đầu sẽ tháo dỡ hết các hệ thống vũ khí trên các đảo nhân tạo trước. Tiếp theo là các công trình kiên cố sẽ được gỡ bỏ, và cuối cùng là rút toàn bộ quân lính cũng như là tàu chiến để bàn giao lại cho Việt Nam kiểm soát trên quần đảo Trường Sa, đã bị Trung Quốc sử dụng vũ lực, cưỡng chiếm và các đảo gần đó. Vào năm 1988, Trung Quốc cam kết sẽ thực hiện đúng với nội dung
trong công hàm để gửi cho Việt Nam với điều kiện Việt Nam phải giữ quan hệ hữu hảo với Trung Quốc như trước đây. Sau đó Việt Nam phải ra tuyên bố ngừng các hoạt động xây dựng hạm đội 8 tại Cam Ranh, chấm dứt quan hệ quốc phòng với Mỹ, cam kết thực hiện chính sách 4-0 như đã từng tuyên bố trước đây với Trung Quốc. Sau khi thực hiện bước này, hai bên Việt-Trung sẽ đàm phán nội dung tiến tới hợp tác kinh tế. Trung Quốc cam kết sẽ gửi các tập đoàn giỏi nhất sang Việt Nam cùng khai thác dầu khí băng cháy uranium trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Kính thưa quý khán thính giả thân mến, trong những ngày vừa qua, truyền thông báo chí Trung Quốc liên tục đăng tải các nội dung phản đối mối quan hệ kinh tế quốc phòng giữa hai nước Việt-Nhật, đặc biệt là sự kiện Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam 3 tàu ngầm tấn công sử dụng động cơ diesel điện đầu tiên của lớp Tagay. Đây là loại tàu ngầm thế hệ mới nhất của Nhật Bản, có các tính năng mà các kỹ sư Nhật nghiên cứu và chế tạo, phù hợp với địa hình của Việt Nam cũng như tính cơ động khi tấn công các tàu chiến của hạm đội Nam Hải Trung Quốc đặt tại đảo Hải Nam. Theo các chuyên gia quân sự trong Bộ Quốc phòng của nước ta cho biết, vào năm 2018, Việt Nam bí mật cử 300 thủy thủ sang Nhật Bản đào tạo, sử dụng các loại tàu ngầm của Nhật. Đến cuối năm 2021, những thủy thủ này đã thành thạo trong việc sử dụng tàu ngầm của Nhật Bản. Chính những thủy thủ này trực tiếp đi cùng với các tàu vận tải của Nhật để lai dắt 3 tàu ngầm tấn công, sử dụng động cơ diesel điện lớp Tagay có sức mạnh vô biên, được trang bị ngư lôi có hỏa lực mạnh. Chỉ cần một quả cũng có thể đánh chìm tàu sân bay Liêu Ninh hoặc là Sơn Đông của Trung Quốc. Đây là loại tàu ngầm hiện không có quốc gia nào có thể sản xuất theo cách mà người Nhật đã chế tạo. Tagay là tàu ngầm tấn công diesel điện dài 84m, rộng 9,1m, có lượng giãn nước khoảng 3.000 tấn. Nó sử dụng hệ thống pin gông lúc lặn sâu, tương tự hai chiếc cuối cùng của lớp Soryu, trong khi động cơ diesel được kích hoạt để nạp điện vào pin khi nổi lại gần mặt biển. Nhật Bản là quốc gia duy nhất trên thế giới sản xuất được loại tàu ngầm chạy bằng pin gông. Cho rằng chúng ít bảo dưỡng và có khả năng vận hành lâu hơn khi lặn và di chuyển với tốc độ cao hơn so với ắc quy trì. Trong các tàu ngầm diesel điện truyền thống, Tagay được trang bị radar cảnh giới mặt biển và đường không tầm thấp Seabed 6H cùng với hệ thống định vị thủy âm ZQK8, vũ khí chính của tàu ngầm ngư lôi Tiếp 89 hoặc là Tiếp 18, cùng tên lửa chống hạm Dugi 84 Harpoon có thể khai hỏa 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm ở mũi. Vào lúc 10 giờ sáng ngày 2 tháng 5, 3 tàu ngầm tấn công sử dụng động cơ diesel điện nắp Tagay của Nhật Bản được biên chế trong Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trực thuộc Quân chủng Hải quân là Bộ Tư lệnh Tác chiến Hải quân độc lập quản lý và bảo vệ quần đảo Trường Sa, đảo Phú Quý, Biển Đông và vùng biển phía Nam miền Trung, từ Phú Yên đến Bắc Bình Thuận, gồm các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, phía Bắc của Bình Thuận. Bộ chỉ huy đặt tại quân cảng Cam Ranh, Khánh Hòa, sau khi Quân chủng Hải quân công bố thông tin 3 tàu ngầm Nhật Bản đã được biên chế trong Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cực lực phản đối hành động này của Việt Nam và cho rằng phía Việt Nam đã liên minh đến các thế lực bên ngoài khu vực nhằm làm phức tạp thêm tình hình trên Biển Đông. Và cho đây là hành động khiêu khích không thể chấp nhận được. Phía Trung Quốc tuyên bố sẽ có các hành động đáp trả mạnh mẽ trong những ngày tới. Kính thưa quý vị, gây hấn với tàu chiến của Nhật Bản và Úc trên Biển Đông, hơn 10 máy bay tiêm kích J-11 của Trung Quốc đã nếm mùi sức mạnh và uy lực vũ khí tia tử thần của Nhật Bản, khiến cho giới quân sự diều hâu Trung Quốc một phen toát cả mồ hôi. Mỹ cùng với đồng minh của mình hợp lực ngăn chặn âm mưu thay đổi trật tự và nhằm thống trị thế giới của Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kính mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết về các sự kiện trên trong chương trình thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, nhằm tăng cường sức mạnh quân sự, hợp đồng tác chiến của quân đội hai nước trong hợp tác song phương nhằm đối phó với mối đe dọa và hung hăng của Trung Quốc trên các vùng biển quốc tế. Ngoài cơ chế nhóm bộ tứ Nhật Bản-Australia cũng đã tiến hành các cuộc tập trận để nâng cao khả năng chiến đấu của lực lượng hải quân hai nước. Khi mới đây tàu khu trục Inaduma đã thực hiện việc bảo vệ tàu hộ tống mang tên lửa dẫn đường quán quân Úc Ramonga trong cuộc tập trận chung. Đây được coi như là lần đầu tiên lực lượng nước này bảo vệ tàu một nước khác ngoài Hoa Kỳ. Việc hộ tống diễn ra trong cuộc tập trận hải quân song phương từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 3 tháng 5. Phía nam quần đảo Senkaku, tàu khu trục và Inaduma đã bảo vệ tàu hộ tống mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Úc
Naumacha, theo đề nghị của phía Úc. Giới quan sát cho rằng Nhật Bản đang muốn tăng cường hợp tác an ninh với Úc trong bối cảnh Trung Quốc củng cố quân đội của nước này. Lực lượng phòng vệ của Nhật từng tham gia 25 sứ mệnh bảo vệ các tàu máy bay quân sự của Mỹ và là con số kỷ lục về những sứ mệnh tương tự được tiến hành sau khi những quy định về an ninh được áp dụng kể từ năm 2015. Cho phép lực lượng phòng vệ Nhật Bản bảo vệ các vũ khí, trang thiết bị quân sự của nước khác trong các tình huống phi chiến đấu. Chẳng hạn như tập trận, Nhật Bản và Úc cũng đã đồng ý tổ chức các cuộc diễn tập thường xuyên nhằm gửi thông điệp răn đe đến Trung Quốc. Và thời gian gần đây, với mối nguy cơ thường trực từ tham vọng bá quyền của Trung Quốc liên quan đến chủ quyền lãnh hải, các chuyên gia kỹ sư quốc phòng của Nhật Bản đã phát minh, chế tạo ra nhiều loại vũ khí, trong đó có một loại vũ khí đủ để thay đổi toàn bộ cuộc chiến. Nếu như có bất kỳ cuộc chạm trán nào xảy ra trong tương lai, vũ khí mang mật danh tia tử thần là loại vũ khí có tính hủy diệt mà Nhật đã chế tạo thành công. Theo các nguồn tin tình báo chúng tôi có được, loại siêu vũ khí này có khả năng phát ra tia lửa thần để tiêu diệt 100 máy bay và một trung đoàn lính bộ binh từ khoảng cách hàng trăm km, chỉ một đợt tấn công. Tác giả của công trình này chính là nhà vật lý Jihoto thuộc Viện Nghiên cứu Công nghệ Hải quân. Với sự khuyến khích của chính phủ Nhật Bản, ông đã tạo ra được các loại khí tài có sức mạnh tuyệt đối có thể giúp Nhật giành ưu thế trước tiềm lực quân sự của Trung Quốc. Loại vũ khí mệnh danh tia tử thần này được coi như là vũ khí vi sóng, trong đó bao gồm radar cảnh giới tầm xa và nhiều ánh mắt laser trong lớn cực mạnh để biến thành vũ khí hủy diệt. Các ống mét nê trong này sẽ phát ra chùm sóng vô tuyến năng lượng cao với bước sóng ngắn đủ gây ra vấn đề về tâm sinh lý cho đối phương, thậm chí khiến họ tử vong. Nhà chế tạo tin rằng vũ khí này cũng khiến cho các động cơ của phương tiện cơ giới ngừng hoạt động. Nó còn mạnh hơn cả vũ khí laser. Trong một vài diễn biến có liên quan vào sáng ngày hôm qua, sau khi tàu chiến Nhật hộ tống tàu tên lửa dẫn đường của Úc về lại căn cứ của nước này trong quân đội Trung Quốc, đã có các động thái gây hấn khi cho ba tàu chiến ngăn chặn, yêu cầu tàu của hai nước phải xin phép Trung Quốc thì mới được lưu thông trên vùng lãnh hải tự tuyên bố của Trung Quốc, khi bị hai tàu của Nhật và Úc bác bỏ đòi phi lý trên từ Trung Quốc. Lúc này từ trên không để thị uy sức mạnh khi chính quyền Trung Quốc gần đây rất cay cú. Các tuyên bố chống lại nước này của lãnh đạo hai nước, Nhật Bản và Úc nên cho rằng đây là một cơ hội để dàn mặt răn đe hai nước trên. Trung Quốc đã điều 10 máy bay tiêm kích J-11 tấn công bằng tên lửa về phía hai tàu chiến trên từ khoảng cách gần 60 km. Khi phát hiện ra trò bị ổi này của quân đội Trung Quốc, hai tàu chiến vượt phóng vũ khí chim mồi và tên lửa đánh chặn vừa phải đối phó với các tàu của Trung Quốc. Lợi dụng ỷ đông hiếp yếu cùng tổ chức pháo dội vào hai tàu của hai nước thì tàu trên hai con tàu đã kiên cường chống trả ở tình trạng bất cân xứng, nhưng đủ khả năng và bản lĩnh để vô hiệu hóa nhiều đợt tấn công của quân đội Trung Quốc. Sau 10 phút chạm trán khốc liệt, tàu khu trục Nhật đã tung ra vũ khí chiến thuật quy luật của mình khi phóng ra hàng loạt chùm vi sóng về hướng bay của các máy bay Trung Quốc. Chỉ trong nháy mắt, cả 10 chiếc máy bay trên đã nổ tung và bốc cháy như những quả cầu lửa rơi xuống biển mất tăm sau đó, khi chúng phải cắt tỉa vi sóng của sức mạnh hủy diệt trên. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, cả 3 chiếc tàu khu trục đã phải quay đầu bỏ chạy bắn sóng bắn chết, thì trên tàu đã bị thương hầu như khắp trên thân với vô số các vết đạn lổm chổm sau khi chạm trán với tàu tên lửa khu trục của Nhật Bản và Úc. Trước đó, hai tàu chiến của Nhật Bản và Úc lúc này tiếp tục hành trình của mình một cách hiên ngang và méo kệ khi đã dạy cho phía Trung Quốc một bài học nhớ đời. Cập nhật liên tục tình hình mưa bão, sấm sét, vỡ đê vỡ đập tại Trung Quốc và nạn vượt biên trái phép của Trung Quốc tràn sang biên giới của Việt Nam. Vẫn đang có những diễn biến hết sức căng thẳng và phức tạp, khó lường. Giật mình con số thống kê, số người bị bắt cũng như là trục xuất ra khỏi lãnh thổ của Việt Nam, cùng với mức án mới nhất cho kẻ đã cố tình tiếp tay cho những người Trung Quốc nhiễm COVID-19 vượt biên trái phép sang Trung Quốc, nhất là thông tin về dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam và một số thông tin rất hay trong ngày xảy ra trên toàn thế giới và được rất nhiều quý vị quan tâm. Kính thưa quý vị, theo thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật được từ một tờ báo địa phương của Trung Quốc cho biết, vào lúc 5 giờ rạng sáng ngày hôm nay, ngày 6 tháng 5 cho biết, Trung Quốc tiếp tục phải trải qua những ngày đen tối khi những cơn mưa to đến rất to
vẫn âm âm trút hàng tỷ mét khối nước từ trên trời đổ xuống nhiều tỉnh thành của phía Trung Quốc, khiến cho tình trạng điện đường ở nhiều thành phố như là Vũ Hán, Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Quảng Tây, đặc biệt là thủ đô Bắc Kinh, trong đó có quảng trường Thiên An Môn, vẫn bị vùi lấp và bị ngập chìm trong nước lũ.